Bên Tàu Cựa thì họ có quả Tây Du Ký ngoại truyện, còn tôi thì xuất bản ra quả Tình Yêu Bọ Xít ngoại truyện. Và chiếc video này chủ yếu là để giải thích cho mọi người những vấn đề mà mọi người hay thắc mắc nhất trong suốt cả series. Cơ mà cái đoạn mà sâu ảnh của hai nhân vật nữ là hơi bị khó đấy, nó lại liên quan đến cái phi vụ tan cửa nát nhà như chơi đấy. Ê, nên là tôi chỉ giải thích một số cái thắc mắc trong phạm trù của tôi thôi nhá. Ví dụ như là mọi người hay thắc mắc là tại sao mà Phương Anh đi du học Đức về mà lại làm ở lễ tân khách sạn có đúng không? Thì ta lại phải quay ngược quá khứ một chút, hôm mà tôi với bà chị đi chơi gặp Phương Anh ở khách sạn ấy. Sau đó thì tôi với Phương Anh có đi cà phê với nhau. Khi ngồi trò chuyện với Phương Anh thì tôi cũng có thắc mắc như mọi người vậy. Vậy nên là tôi cũng hỏi Phương Anh luôn. Phương Anh này, dạo này thì mọi thứ vẫn ổn chứ? Hai bác ở nhà có khỏe không? Mà sao sau từng ấy năm đi học em lại phải về đây làm? Với những cái bằng cấp của em thì em có thể làm những nơi tốt hơn ở trong thành phố mà. Phương Anh nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi đáp lại: "Cảm ơn anh, em thì vẫn ổn, còn bố mẹ em ở nhà thì cũng khỏe. Điều của anh thắc mắc thì cũng dễ hiểu mà. Nhà em thì giàu có, bố mẹ thì cho em đi du học. Có điều kiện như thế tại sao lại làm lễ tân khách sạn với lương 3 cọc 3 đồng? Em hỏi như vậy đúng rồi chứ?" Tôi ậm ừ định nói gì đó thì Phương Anh ngắt lời: "Em cũng không biết là anh đang chế giễu hay là quan tâm em, nhưng mà em muốn giải thích cho anh thế này. Đây là khách sạn của nhà em mở được hơn 1 năm nay. Cái khu vực này sắp tới du lịch sẽ rất là phát triển. Vậy nên là nhà em có rất là nhiều hạng mục ở trên này, không chỉ mỗi khách sạn. Và bố mẹ em thì cũng muốn em sải cánh bay xa. Vậy nên là lập một công ty trên này cho em. Em sẽ là người trực tiếp điều hành công việc trên này. Thời gian vừa rồi thì khách đến nghỉ dưỡng rất là đông và nhà em thì không đủ nhân viên. Vậy nên là sáng nay em vừa hỗ trợ lễ tân vừa hỗ trợ thu tiền luôn. Thời gian tới thì em dự định mở thêm nhà hàng, phòng hát và quán bar. Công việc sẽ rất là nhiều và bận bịu. Mà em nghe nói là anh cũng đang làm bên mảng này đúng không? Nếu như mà không chê thì anh cũng có thể về làm và san sẻ cùng với em." Tôi cũng chỉ cười và nói: "Thấy em vẫn ổn và các bác vẫn khỏe là anh thấy vui rồi. Còn về phần kia do lâu không gặp nên là anh hỏi thôi. Ừ, anh không có ý chế giễu gì đâu. Anh đã hơn được ai đâu mà khen với chê. Còn về phần công việc kia thì anh cảm ơn em đã đề xuất. Có thể một dịp nào đó chúng ta có duyên làm việc với nhau khi chúng ta có thể hội ngộ. Còn tạm thời ở dịp này thì anh đang thấy khá ổn với công việc hiện tại của mình." Đó là lý do tại sao mà Phương Anh đi Đức về mà vẫn làm lễ tân khách sạn.